Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam trong cuộc đọ sức Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông. Trong những ngày gần đây, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tại Biển Đông đã leo thang gay gắt cả trên mặt trận ngoại giao và quân sự. Là một quốc gia chung biên giới, chung hình thái kinh tế và xã hội với Trung Quốc, lại có chủ quyền hợp pháp ở Biển Đông, Việt Nam đang lâm vào thế khó xử trong cuộc đọ sức giữa hai người khổng lồ tại vùng biển chiến lược này. Hôm 13 tháng 7 năm 2020 vừa qua, Mỹ đã đưa ra lập trường rõ ràng và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về Biển Đông, khi Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo đã bác bỏ hầu hết các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển giàu tài nguyên và có nhiều tuyến tàu biển qua lại quan trọng này. Đây là hình ảnh bản đồ yêu sách về chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Giới chuyên gia nhận định động thái này của Mỹ nhằm dọn đường cho các hành động cứng rắn hơn của nước này trong thời gian tới trên Biển Đông. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á David Stever trong vào ngày 14 tháng 7 năm 2020 còn cho biết có khả năng Mỹ sẽ trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề Biển Đông. Chuyên gia Georgi Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á viết tắt là AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, có trụ sở ở Washington DC, nhận định bản tuyên bố lập trường của Ngoại trưởng Mỹ giải thích những hành động của các chính quyền Mỹ trước các vấn đề mở ra con đường cho các thông điệp ngoại giao hiệu quả hơn và đáp trả mạnh mẽ hơn những hành động quấy nhiễu láng giềng của Trung Quốc. Cũng theo ông cho biết, lần tới nếu một tàu hải cảnh của Trung Quốc giở trò với một giàn khoan ngoài khơi của Việt Nam hay một đoàn tàu đánh cá Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Indonesia, Hoa Kỳ có thể lên tiếng kiên quyết hơn để tố cáo những hành động bất hợp pháp trên, khiến Trung Quốc mang tai tiếng nhiều hơn trên trường quốc tế. Và vị học giả Mỹ này cũng nhận định và khẳng định rằng bước đi này của Mỹ có thể khuyến khích các nước đòi hỏi chủ quyền ở Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, có thể tự vệ một cách mạnh mẽ và tự tin hơn. Và Trung Quốc rõ ràng đã phản ứng gay gắt với những tuyên bố của Mỹ vừa đưa ra. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ngay vào hôm 14 tháng 7 năm 2020, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Triệu Lập Kiên đã chỉ trích tuyên bố lập trường mới của Mỹ về Biển Đông là một hành động vô trách nhiệm. Ông này cũng cáo buộc Mỹ cố tình tạo ra tranh cãi về các yêu sách hàng hải và phá hủy hòa bình, ổn định khu vực. Phản ứng trước phát ngôn của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về khả năng Mỹ sẽ trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Một người phát ngôn khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là bà Hoa Xuân Ánh tuyên bố cho cuộc họp báo vào ngày 15 tháng 7 rằng Trung Quốc sẽ không sợ các biện pháp trừng phạt của Washington. Và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục cáo buộc Mỹ đang gây rối và tạo ra bất ổn trong khu vực trước khi kêu gọi Washington đừng tiếp tục đi sai đường. Bà nói tiếp, Hoa Kỳ nên suy nghĩ cẩn thận về chính sách của mình, còn nói về biện pháp trừng phạt, Trung Quốc không sợ. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, nếu Mỹ muốn khuấy động rắc rối thì hãy để bão tố nổi lên mạnh hơn nữa. Ngoại trừ sự phản đối của Trung Quốc, tuyên bố lập trường của Mỹ đối với các yêu sách về Biển Đông nhận được sự đồng tình, ủng hộ tùy theo mức độ nhiều hay ít, phô trương hay kín đáo của các quốc gia liên quan. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Delfin Lawrence. Philippines là một trong những quốc gia đầu tiên bày tỏ sự đồng tình mạnh mẽ chỉ vài giờ sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Bộ Quốc phòng Philippines cũng khẳng định nhất trí cao với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lawrence cho biết, chúng tôi nhất trí cao với lập trường của cộng đồng quốc tế rằng cần phải có một trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông. Ông Lawrence đồng thời kêu gọi Trung Quốc hãy tuân thủ UNCLOS 1982 và tuân thủ các phán quyết của Tòa trọng tài thường trực vào năm 2016, trong đó đã bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Và dường như cũng ngay lập tức, Thủ tướng Úc Scott Morrison trong họp báo vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 khi trả lời câu hỏi về đề nghị bình luận về tuyên bố lập trường của Mỹ về các yêu sách trên Biển Đông đã nói như sau. Úc đóng vai trò xây dựng trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông và chúng tôi tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải tại các vùng biển trong khu vực này. Ông Morrison cũng cho hay Úc sẽ can dự chủ động, tích cực và theo cách của Úc vì Biển Đông là vấn đề mà nước này rất quan tâm. Ngày 16 tháng 7, cũng tại cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ là ông Anoop cho biết
Ấn Độ coi Biển Đông là một phần không gian toàn cầu chung và New Delhi có những lợi ích vĩnh viễn gắn với hòa bình và ổn định ở khu vực. Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải và hàng không cùng các hoạt động thương mại hợp pháp, không bị cản trở tại các tuyến đường hàng hải quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế và đặc biệt là UNCLOS 1982. Và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho hay, New Delhi tin rằng mọi khác biệt có thể được giải quyết một cách hòa bình bằng việc thượng tôn các tiến trình pháp lý và ngoại giao, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Việt Nam được truyền thông quốc tế đánh giá là phản ứng dè dặt trước bước ngoặt của Mỹ về vấn đề Biển Đông. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Việt Nam ông Phạm Bình Minh và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp trực tuyến của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 21 tháng 7 năm 2020. Trong thông cáo vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam không hề nhắc đến lập trường mới của Mỹ mà chỉ ghi rằng Việt Nam hoan nghênh quan điểm của các nước về vấn đề Biển Đông theo quy định của luật quốc tế. Thái độ dè dặt này của Việt Nam được nhiều người lý giải rằng kịch bản tốt nhất cho Hà Nội là không có sự thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông, vì thay đổi sẽ không có lợi cho Việt Nam. Nhà nghiên cứu Lê Hoàng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore thì nhận định Hà Nội đã bị kẹt trong một vị thế mà ở đó ngoại giao là giải pháp đầu tiên và cuối cùng. Bởi vì nếu các cuộc thương lượng đó cũng là những gì mà chính phủ Việt Nam đang làm mỗi khi có những sự cố xảy ra thất bại, thì nguy cơ bùng nổ xung đột là điều rất có thể xảy ra. Còn ông Nguyễn Thế Phương là cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế cũng khẳng định đối với Việt Nam, giải pháp quân sự là phòng thủ sau cùng chỉ sử dụng đến khi các thành tố khác của chiến lược phòng thủ đã thất bại. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Việt Nam đang cân nhắc về việc kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Đây là hình ảnh hội nghị trực tuyến giữa Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hoài Trung và đồng nhiệm Trung Quốc là La Chiếu Huy được diễn ra vào ngày 16 tháng 7 năm 2020. Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, tuy chủ trương thương lượng nhưng Việt Nam không loại trừ các biện pháp khác như hòa giải, trọng tài hay kiện tụng. Hồi tháng 5, Hà Nội đã chỉ định 4 trọng tài và 4 nhà hòa giải, dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang chuẩn bị cho một vụ kiện. Các nhà quan sát thì cho rằng Việt Nam đã được khuyến khích trước việc Hoa Kỳ tỏ ra cứng rắn hơn hẳn trong chính sách ở Biển Đông. Sự hiện diện của Hải quân Mỹ giúp ngăn chặn việc bành trướng quân sự của Trung Quốc tại vùng biển chiến lược này. Và sau tuyên bố của Mỹ, phía Việt Nam cũng lên tiếng tái khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong bối cảnh này, Bắc Kinh đang tìm cách chiêu dụ Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo Thứ trưởng La Chiếu Huy đã gặp gỡ đồng nhiệm Việt Nam là ông Lê Hoài Trung vào hôm thứ Năm, 16 tháng 7, nhưng không cho biết chi tiết cụ thể. Đến thứ Sáu, ngày 17 tháng 7, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á do Trung Quốc tài trợ thông báo sẽ cho VP Bank, tức là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, vay 100 triệu đô la để mở rộng tín dụng cho các cơ sở tư nhân đang bị thiệt hại vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và sự việc này khiến giới quan sát tự hỏi phải chăng Bắc Kinh đang dùng lá bài tài chính để thuyết phục Việt Nam hãy từ bỏ ý định đưa tranh chấp chủ quyền biển đảo ra trước tòa án quốc tế, nhất là khi lập trường cứng rắn của Việt Nam như là vừa được châm thêm củi lửa với việc Hoa Kỳ bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thì Hà Nội vẫn đang cực kỳ thận trọng với những quyết định trong thời gian tới. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đang hội kiến với Tổng thống Donald Trump nhân chuyến thăm Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ và Bắc Triều Tiên lần thứ hai từ ngày 27 đến 28 tháng 2 năm 2019. Hà Nội đang phải đánh giá xem liệu Hoa Kỳ có thật sự đến bảo vệ Việt Nam hay không trong trường hợp xảy ra xung đột, nhất là khi Việt Nam và Hoa Kỳ chưa phải là những đối tác an ninh nên Hà Nội sẽ không có được một đảm bảo nào sẽ có được một sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ, đặc biệt là dưới một chính quyền đầy bất định của Tổng thống Donald Trump hiện nay. Mặc dù tuyên bố mạnh mẽ của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rất có thể là một ý định vạch ra một lằn ranh đỏ, một lời đe dọa rằng Washington có thể can thiệp nếu Bắc Kinh chiếm đóng thêm lãnh thổ hay có những hành động gây hấn nhắm vào những nước Đông Nam Á khác có đòi hỏi chủ quyền. Nhưng bên cạnh đó, lịch sử cũng cho thấy có nhiều lần Hoa Kỳ đã vạch ra lằn ranh đỏ nhưng lại không thực hiện nghiêm túc về mặt quân sự mỗi khi đối thủ vượt qua ranh giới được ấn định. Chỉ mới đây, trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, người tiền nhiệm của đương kim Tổng thống Donald Trump, việc Damascus sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân ở Syria và việc Trung Quốc chiếm đóng bãi cạn
các boss thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines vào năm 2012 vẫn là những bài học đắt giá đối với Hà Nội trong việc đưa ra quyết định về sách lược trên Biển Đông của mình. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2020 với bản tin Việt Nam trong cuộc đọ sức Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.